Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí ha, đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Gò Dấp. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ treo tường cho anh em mình tham khảo ha. Thì như trước mặt anh em thấy á, đây là một chiếc đồng hồ nó có cái dáng rất là đẹp đúng không anh em? Anh em biết không, có những cái chiếc đồng hồ á anh em mình chơi dáng không chơi âm. Có những chiếc đồng hồ anh em mình chơi âm mà không chơi dáng. Và có những chiếc đồng hồ á là nó được cả hai anh em ha. Đó, được cả hai lẫn âm và dáng. Thì đây chính là một trong những chiếc đồng hồ nó được cả hai nha anh em. Có những cái thùng mà anh em chỉ cần nhìn vô á anh em là anh em mình biết nó là cái con gì ha. Tại vì nó rất là hiếm và nó rất là nổi tiếng anh em. Mỗi thương hiệu nó sẽ có những vài cái sản phẩm anh em, mà khi mà anh em mình nhìn vô á là anh em mình biết cái con đồng hồ đó con đồng hồ gì ha. Đó, và anh em mình cùng với em đi soi xem cái chiếc đồng hồ này nó có cái gì hay anh em, mà tại sao mà em lại nói là nó rất là dữ anh em ha. Rồi, trước tiên cũng như mọi khi em sẽ báo về thương hiệu, cấu hình cũng như là kích thước của em nó. Con này thì đến từ nhà Sunhan anh em. Đó, Sunhan là một trong những cái thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng của Đức anh em ha. Đó, cực kỳ nổi tiếng của Đức. Và nó là một trong những dòng những thương hiệu gọi là được rất được ưa chuộng ở thị trường Việt Nam anh em. Đó, rất được ưa chuộng ha. Con này cấu hình của nó là 8 gông 8 búa, chơi một bản Westminster truyền thống. Điểm chuông là 15 phút chạy tuần anh em. À, và con này anh em trong giới hay gọi nó là con G mặt cười anh em ha. Thì nó giống như là kiểu anh em mình chơi á, thì có vài cái thương hiệu á là anh em mình nhìn vô là biết cái con đó là cái con gì rồi anh em ha. Đó, chẳng hạn như là mấy con mà Kenji nu béo nè, đó mấy cái thùng nu béo, đó những cái thùng mà nuôi chuột á, mà nó bự nó bè anh em, đó mà nó ốp full nu á, đó hoặc là những con Kenji mà thùng đuôi chuột nhỏ anh em ha. Đó, còn con Sunhan này là kêu là con G mặt cười. Anh em thấy cái mặt kính của nó mà mặt cái mặt kính rào của nó. Đó, nhìn nó như là một cái miệng đang cười anh em ha. Đó. À, rất là nổi tiếng anh em ha và rất là đẹp. Anh em thấy cái thùng đó chắc không anh em. Rồi, anh em mình cùng với em đi soi nha, bắt đầu đi soi. Trước tiên thì em nói về cái mã số của em nó ha, anh em chỉ cần đọc cái mã số là em biết con gì rồi. Đó chính là mã số là 3L081 nha anh em. Chiếc này mang mã là 3L081 với chiều cao tổng thể là 68, chiều ngang là 34 và chiều sâu lên đến 18 cm anh em. Đó, anh em thấy nó rất là to nha. Ở trong clip thì anh em mình nhìn thấy á, nó bình thường anh em ha, thấy nó nhìn nó bình thường, nhưng mà anh em mình nhìn ở ngoài á, nó rất là to anh em coi kích thước của nó, cái chiều sâu của nó lên tới 18 cm nha anh em, đó và chiều cao tổng thể của nó lên tới 68 cm và cái chiều ngang của nó là tới 34 cm anh em, cho nên là cái thùng này nó rất là to ha. Và giá trị nhất vẫn là không phải là giá trị nhất mà anh em thấy cái mặt số của nó, mà cái mặt số của nó rất là to anh em, đường kính mặt số lên đến 22 cm nha anh em. Và rất là hiếm khi mà có những chiếc đồng hồ có mặt tròn, có cái đường kính lớn nha anh em ha. Thường nó là mặt 18-20 thôi. Đó, thì con này nó sẽ là đường kính mặt số của nó lên đến 22 cm. Cho nên là anh em mình xem giờ nó rất là dễ anh em ha, mặt số to. Đó, rất là đẹp. Rồi, anh em thấy cái thùng nó chất không anh em? Rất là chất anh em ha. Đó, đây, đây là cái mặt trên của nó nè. Trước tiên là phải nói về cái độ đẹp cái đó anh em ha, độ sạch sẽ đó. Anh em biết không, mình chơi một cái chiếc đồng hồ á mà mình đem về nhà mình sưu tầm, mình chơi, mình trưng bày đó, mà nó sạch nó đẹp á anh em, ngày nào anh em mình về anh em mình cũng thấy nó hết, nó sạch nó đẹp á, nhìn nó đã con mắt lắm anh em, nhìn nó phê lắm, nó sướng lắm. Và ai vô người ta nhìn á, người ta cũng kêu wow, cái đồng hồ sao mà nó đẹp thế. Còn anh em mình đem những cái con đồng hồ mà nó ghẻ chóc ghẻ lở, nó sùi lên, nó bạc màu, nó chóc veneer, rồi xong rồi cái màu của nó bạc hết, nó, đồ nó nhìn nó như là cái đồ da chai á anh em, mình đem về nhà mình chơi á, nhìn nó xấu xí lắm anh em,
nhìn nó không có ra cái con đồng hồ. Ông, cái đó là em chia sẻ rất là thật ha anh em ha. Năm nay là 2024 rồi, tất cả anh em mình á, em xin lỗi nha, ai cũng muốn chơi đồ đẹp hết anh em, không ai muốn chơi đồ xấu hết. Cái đó là một cái sự thật anh em ha, ai cũng thích chơi đồ đẹp hết, không ai thích chơi đồ xấu hết đó. Cho nên á là mình hãy đem cái đẹp về nhà anh em, mình đem cái đẹp về nhà nó sẽ làm đẹp ngôi nhà mình ha. Mình đem cái xấu về nhà nó sẽ làm xấu ngôi nhà mình. Năm nay 2024 rồi, cái kiểu chơi và cái cách chơi nó cũng rất là nhiều thay đổi. Và đây là một trong những cái mà anh em mình buộc phải có anh em. Buộc phải chơi có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó đồ nó phải sạch, đẹp, tương tất anh em. Nếu bây giờ anh em mình đem một cái con đồng hồ xấu về nhà, xấu lắm anh em. Bỏ đi anh em. Anh em xem, đây là cái phần trên. Đó, thiết kế lõm vô, giống như một cái mão bình thường anh em ha. À, riêng cái con đồng hồ này anh em, nó giá trị nằm ở cái thùng anh em ha. Đó, giá trị nằm ở cái thùng. Giống như anh em mình chơi đồ Mỹ, chơi Vizel hay là gì thì nó cái giá trị, cái cấu hình máy, cái máy và bộ gông, cấu hình của nó như nhau nhưng mà nó mắc tiền hơn là ở cái thùng anh em ha. Anh em coi nó đục. Đó, nó đục trên cái nền gỗ thịt anh em ha. Đục tay nha anh em. Anh em nói nó đục dễ sợ không. Đó, đây là cái hoa nhìn giống như là hoa hướng dương. Đó, đây cánh là cánh lá này. Đó, đây cái hoa nè, hoa này. Đó, em thấy nó đục, nét đục tài này ha. Anh em sẽ thấy là cái nét đục bên đây và bên này nó sẽ không giống nhau ha. Đục tài thì nó không giống nhau, anh em đâu nó đục. Đục đã không em. Em quay cái này giống như em quay trên Rizal nè. Và anh em thấy đây cái vân, anh em thấy vân này quen thuộc không nè. Này anh em thấy cái veneer này quen thuộc không? Đó chính là vân gụ anh em ha. Vân gụ và vân nu là những cái dòng vân rất đẹp đó, và nó hay được người ta ốp vào đồ nội thất và nhất là đồng hồ anh em ha. Đó. Rồi bên này là bên trái anh em ha. Ở đây nó kẻ sọc sọc đó. Nhìn rất là sang anh em, rất là sang. Rồi anh em thấy xuống đây đục đục tài đó. Họa tiết hoa văn cái lá này. Rồi cái bông này anh em đục, anh em có được và rất là dày dặn anh em ha, rất là dày dặn và chắc chắn đó. Ở đây anh em thấy đây là cái vân gụ nó đi xuyên suốt qua đây anh em ha. Đây là đi xuyên suốt qua đây đó, vân gụ nha anh em. Rồi đây là phần bên cánh bên phải nè. Chơi với em á thì em không bao giờ giao lưu qua một hai tấm hình anh em ha. Anh em biết em rồi, tất cả phải được đi làm view clip rõ ràng hết cho anh em mình, gọi là những, nhất là những anh em ở xa có một cái nhìn trực quan nhất anh em ha, gọi là rõ ràng nhất đó. Còn anh em nào ở Sài Gòn á thì ghé bên em xem trực tiếp ha, em ở Gò Vấp Sài Gòn đó. Những anh em ở xa phải cần phải có những cái video clip như thế này anh em ha. Thì trên video clip như thế nào thì ở ngoài nó sẽ là như vậy anh em đó, rõ ràng và minh bạch anh em ha. Tất cả chi tiết dù là một nhỏ nhất anh em mình cũng kiểm tra được. Anh em thấy nó đục đục tay anh em ha. À, chơi như vậy anh em mình bỏ tiền ra chơi nó mới sướng anh em. À, như vậy nó mới sướng anh em ha. Anh em mình thấy nó rõ ràng. Đó, đây nè. Đây thấy đẹp không nè. Đây, anh em có cái vân của nó nè. Anh em mình hình dung mà anh em mình đem về nhà chơi đặt nó rất đẹp. Và đây là cái mặt kiến rào nè. Anh em thấy mặt kiến rào. Đó, lành nguyên anh em ha. Không nứt mẻ, không sứt mẻ gì hết. Như là một cái hình mặt trời này. Đó, và đương nhiên ở trên nó sẽ là kiến mò anh em ha. Kiến mò. Đó, mặt số là 22 sen. Rồi đây là cái bên hông của bên trái anh em. Đó, đẹp không anh em. Đó, sạch sẽ không anh em. Đó, anh em kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Kiểm tra từng chi tiết. Anh em mình bỏ tiền ra chơi là anh em mình phải soi anh em ha, soi kỹ vô. Đây là cái phần bên phải đó, anh em phải soi kỹ vô đó. Anh em thấy không đó. Ở đây thì cái đuôi của nó là xếp tổng cộng là 1, 2, 3, 4 tầng anh em ha. 4 tầng đó. Anh em thấy nó xếp tầng đó, một cái bậc thang ha. Đây, rất đẹp anh em.
cái kiểu xếp tầng rất đẹp, và nó uốn cong anh em ha, nó uốn cong chứ nó không thẳng nha anh em, uốn cong nó bầu hết, nó bầu hết anh em nhìn đó, nó uốn cong đó, cái chi tiết này rất đẹp nè, nó uốn cong nhìn nó rất là sang anh em ha. Ở đây là cái phần bên trái và đây là cái phần đế ở dưới nè anh em, đó cận cảnh hết anh em ơi, đó sôi là phải sôi cận cảnh hết đó. Rồi mở khóa anh em ha, đó mở khóa, mở khóa anh em mình đi coi bên trong đó, anh em có cái cánh cửa của nó đã hồn anh em, anh em coi đó. Số đó. Thùng là thùng zin nha nè, thùng zin nha đó. Thùng này là thùng nguyên thoại rồi đó, thùng nguyên thoại anh em ha, thùng nguyên thoại của nhà Xuân Hanh bản lề đây nè đó, con mây chân kiến nha đó, kiến mò nè, thấy kiến mò 22 nè đó, đây bản lề đây nè đó, anh em thấy cái vàng ròn của chân kiến đó, vàng ròn đó, của kiến kiến của kiến rào anh em ha. Đó, mặt kiến rào ba hàng tay luôn nè, sự hoàn hảo. Em coi gỗ cái giày đó, giày này. Bởi cho nên cái hông của nó lên tới 18 sen anh em, nó dày vậy, nhìn nó chắc chắn lắm nè. Rồi anh em coi cái mặt số nè, đẹp hơn em đó, em ghê xa xa ra anh em coi đó, chưa phai một chữ nào anh em ha, chưa phai một chữ nào, tất cả số anh em nhìn, anh em kiểm tra với em, chưa phai một số nào anh em ha. Đó, mặt số này em gọi nó là 10 điểm nha anh em, 10 điểm. Đó, cặp kim Xuân Han đặc trưng anh em thấy. 10 điểm cái mặt số này nha anh em. Đó. Rất đẹp anh em ạ, rất đẹp, viền đồng. Đó, cái màu nó y chang màu quả lắc luôn anh em ha. Đó, chính là một sự đồng bộ anh em. Đó, đây là cái quả lắc. Đó. Đó, anh em thấy không? Trên cái cây của nó còn đống số luôn anh em ha. Đó, anh em coi quả lắc đó, chạy tia rất đẹp anh em đó. Rồi tiếp tục anh em kiểm tra ốc chân cầu, ốc cầu khóa chuông đó, khóa chuông anh em ha, đây dây khóa chuông, dây khóa chuông, ốc định vị quả lắc anh em ha. Cái quả lắc á, khi mà anh em di chuyển thì nó sẽ nằm ở đây đó, cái chân của nó sẽ đâm vào đây anh em ha, đó chân nó đâm này mảng này đó. Rồi bên này anh em thấy mà khóa điểm nhạc ốc cầu đó, hai chân tường anh em, hai chân tường, chân tường này rất quan trọng nha anh em, hai con ốc chân tường này rất quan trọng ha. Nó sẽ cân bằng cái đồng hồ của anh em mình ha. Đó, tại vì mỗi cái bức tường nhà anh em không có bức tường nào giống bức tường nào hết, thì nhiệm vụ của cái con ốc này là thứ nhất là nó giữ cho cái đồng hồ nó cố định, khi mà anh em lên dây nó không bị suy dịch ha. Hai nữa là nó sẽ cân bằng cái quả lắc anh em ha. Đó, rất là hay. Anh em thấy logo Xuân Han không ạ? Đó, logo Xuân Han rất đẹp anh em ạ. Rồi anh em coi cái hậu nó. Đó, cái hậu nó. Đẹp hơn anh em. Đó. Rồi đây là cái khóa gồng anh em ha. Đây là chìa khóa của nó anh em ha. Đó, sạch sẽ hơn anh em. Anh em biết không, anh em mình chơi á mà anh em mình chi tiết từng cái con ốc luôn á, từng cái chi tiết nhỏ á, mà nó tươm tất á anh em, nó đầy đủ tươm tất, nhìn nó hay lắm anh em ơi. Nó giống như là anh em mình đi ra ngoài cửa hàng mà anh em mình mua một cái đồ gì nó mới vậy, nhìn nó mình mở ra nhìn nó tươm tất lắm, chỗ nào là nó ra chỗ đó, nó đầy đủ hết, nó không có thiếu cái gì hết anh em ha. Đó, nhìn nó rất là tươm tất. Rồi anh em coi bộ gông qua thị nè, bộ gông qua thị rất nổi tiếng anh em ha. Đó, bộ gông 8 đây, bộ gông 8 đây, anh em thấy cùi rồi gông xe lét dài xuống gần tới đáy anh em ha. Đó, hậu quá đẹp nè, rất phê anh em ha, chỉnh chu anh em, nó chỉnh chu mà nó tươm tất từng con ốc một anh em ha. Đồ mặt số nguyên bản nhìn nó mà nó còn mới đẹp như vậy,
thật sự mà nói rất là phê anh em, quả nó tươm tất hết. Rồi mời anh em xem chi tiết phần máy. Anh em xem chi tiết phần máy anh em thấy sao ạ? Nó chạy một chiếc máy G 2 mũi tên rất là đẹp anh em ha. Anh em biết không, cái những cái dòng máy mà Zuna đó anh em, thật sự mà nói cái chiếc máy của nó rất là đỉnh anh em ha. Nhìn nó rất là đỉnh, nhất là những cái dàn lược của nó, dàn răng, dàn mấy cái dàn trước của nó anh em biết không, nó nồi đồng cối đá lắm anh em. Ở cái máy Zuna nó nồi đồng cối đá lắm. Là cái vách của nó anh em thấy nó rất là phê ha. Nó cũng giống như mấy cái vách mà của mấy con bè bò mà VK64 đồ anh em. Đó, đây là những cái con dòng G 2 mũi tên anh em ha, dòng G 2 mũi tên. Đó. Và chiếc máy là được bảo dưỡng kỹ trước khi giao lưu, đó là quy trình bắt buộc bên em ha. Và đó cũng là một sự khác biệt nha anh em. Đó, tất cả máy móc trước khi mà đến tại khách hàng là bên em đã vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng tất cả cho nó về trạng thái tốt nhất anh em ha. Đó gọi là bảo dưỡng nha anh em. Chứ còn mà bên em là không, tuyệt đối là không có chuyện mà lau dầu 300k nha anh em. Đó, lau dầu á là giống như kiểu mà anh em mình đi một chiếc xe anh em. Đó, xong rồi nó dơ anh em mình vô tiệm rửa xịt sạch. Thì cái đó anh em mà làm ở nhà cũng được, khỏi mất công phải đi ra tiệm làm gì cho nó mệt anh em ha. Còn bảo dưỡng hoàn hảo một chiếc đồng hồ thì anh em nào quen sợ thử sửa đồng hồ á thì người ta sẽ nói cho anh em nghe bảo dưỡng là nó là như thế nào anh em ha. Còn cái việc mà lau dầu cái máy của anh em mà nó bị hỏng hóc hay nó bị cái này cái nọ mà liên quan tới cơ khí anh em, thì cho dù anh em tắm dầu nữa nó cũng không chạy được đâu anh em. Và nhất là những chiếc đồng hồ nó đã nằm bên nước ngoài mấy chục năm rồi anh em ha, mấy chục năm, thậm chí là cả trăm năm ở bên nước ngoài rồi anh em, nó chạy gọi là tới lắm rồi. Anh em mình đem về tới Việt Nam á, nó chạy gì nổi anh em, không chạy nổi đâu anh em ơi. Giống như anh em mình đi một chiếc xe cũng vậy, anh em mình vận hành một chiếc xe nó quá lâu rồi mà anh em mình không chịu bảo dưỡng, không chịu làm này kia nọ, thì cái xe của mình nó nhanh hỏng hóc và nó sẽ gây cho anh em mình cực kỳ khó chịu anh em ha. Đó. Thì chiếc máy đồng hồ anh em là không có triết lý là chạy hoài chạy mãi mãi là không hỏng nha anh em, không bao giờ có chuyện đó nha anh em. Đó, cho nên là anh em mình phải lưu ý cái vấn đề đó ha. Đó. Và chiếc máy được bảo hành là 5 năm toàn quốc nha anh em. Đó, bảo hành có nghĩa là sao ạ? Bảo hành có nghĩa là trách nhiệm của người bán đối với người mua ha. Đó, chứ không phải là mua xong rồi cái đứt đuôi đứt đoạn, hư cái là chỉ qua chỗ này sửa, chỉ qua chỗ kia sửa là không có anh em ha. Và tại sao là bên sản phẩm bên em á, tại sao mà em phải em dám tự tin mà bảo hành cho anh em mình chơi lên đến 5 năm ha. Một cái điều mà trước giờ chưa ai dám thực hiện anh em ha. Đó là bên em phải như thế nào thì bên em mới tự tin bảo hành cho anh em mình chơi ha, lên đến 5 năm nha anh em. Đó, bảo hành chi tiết máy này cho anh em lên chơi lên tới 5 năm. Rồi, anh em mình đi test chuồng ha. Đó, một trong những điểm rất là hay. Anh em mình nghe con bò thị ha. Đó, nghe bộ con bò thị quýnh. Rồi nó như thế nào nha anh em. Phê lắm nha anh em. Anh em xem cái lực bố của cái con Sunha này nó đi nha. Bây giờ nó qua sáng cơm sườn anh em. Anh em mình nghe chiều ăn nước tương ha. Em xuống xíu em sẽ quay lại sáng cơm sườn cho anh em mình nghe tiếp. Ngân Nga đã hơn em. Cái lực búa nó quýnh rất là to anh em ha. Đó, cái con này á là chống chỉ định ha. Đó, anh em nào mà sợ âm mà quýnh to á. Đó. Còn anh em nào mà mê âm to á thì rất là hay.
ô anh em. Đó, cái máy im như chó thở anh em ha. Anh em làm sao nghe được cái cánh bướm mà nó xè được. Tại vì chiếc máy là nó đã bảo dưỡng kỹ. Nó chạy nó êm đó, anh em chỉ nghe được cái tiếng búa nó gõ thôi, đúng không anh em? Đó, còn cái lúc mà nó điểm anh em nghe cái tiếng cánh bướm nó rất là nhỏ ha. Nó không có ấy, anh em dễ biết lắm. Anh em mình coi cái video clip nào mà test chuông anh em thấy cánh bướm xe là à, còn cái cánh bướm mà anh em thấy nó nghe nó nhẹ nhàng lắm anh em. Nhẹ nhàng lắm, giống như là im như chó thở anh em mà. Đó. Đó. Rồi anh em mình nghe lại sáng cơm sườn nha anh em. Đó, cái máy im như chó thở. Qua thị thì bữa nào em sẽ làm một cái video anh em ha, em sẽ đưa những cái bộ gông mà nó hay anh em. Thứ nhất là em sẽ cho những cái đại diện đến từ Pháp, Đức và Mỹ anh em ha. Đó, để cho anh em mình test mấy cái âm chuông anh em, nghĩa là mỗi hãng đồng hồ á thì khi mà anh em mình chơi quen rồi á, thì khi mà nó cất tiếng hót lên á, là anh em mình biết cái con đó là cái con gì anh em ha. À, thí dụ như anh em mình đứng ở xa, anh em mình nghe gọi là đặc trưng á. À, thí dụ như bộ gông qua thị Xuân Han á, thì nó quýnh này vậy. À, bộ gông của Odo thì nó quýnh như vậy anh em ha. Ví dụ bộ gông của Long Máng đi, à, Long Máng của 368 đi, thì nó quýnh chất âm nó sẽ như vậy. Còn ví dụ như là trên gông qua thị nó quýnh như vậy. Còn trên gông mà Kenji á thì nó sẽ quýnh như vậy anh em ha. Đó. Nó rất là nhiều, mỗi hãng mỗi dòng nó sẽ có một cái chất âm riêng, anh em mình chơi quen á chỉ cần nghe thôi là anh em mình biết con đồng hồ đó con đồng hồ gì rồi. Đó, đó gọi là âm nó chuẩn anh em ha. Đó, em sẽ quay lại sơ một cái dòng cho anh em mình xem ha. Đó. Đó, riêng cái bộ vỏ con này là rất đẹp nha anh em ha, và con này là một trong những cái con duy mặt cười quyền thoại, và nó mang trong người mình nó sự hoàn hảo anh em ha, sự hoàn hảo từ thân vỏ phụ kiện cho tới chi tiết phần máy móc. Đó, một cái chiếc đồng hồ hoàn hảo anh em, thì đương nhiên giá trị sưu tầm của nó cũng không hề rẻ anh em ha. Đó. Cái gì mà nó đẹp mà nó 10 điểm anh em thì cái gì nó cũng không bao giờ rẻ ha. Ngon bổ rẻ thì chỉ có ở trong phim thôi anh em, chỉ còn ngoài đời thật là không có nha anh em. Và để kiếm được những cái chiếc đồng hồ như thế này anh em trong một cái lô hàng thì nó cũng không phải là dễ kiếm anh em ha. Đó. Ok anh em, về chi tiết phần giá cũng như mọi khi ha, anh em cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để trên màn hình, hoặc nhắn tin em sẽ trả lời anh em ha. Nếu thấy hay hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người mình tham khảo anh em. Đó, anh em mình hình dung mà anh em mình đặt một cái con đồng hồ này sưu tầm ở chơi ở trong nhà mình thì anh em sẽ thấy như thế nào anh em ha. Đó, một chiếc đồng hồ 10 điểm rất đẹp. Ôi, cảm ơn mọi người đã xem clip. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.